Tức là con sẽ hỏi thêm một câu nữa là khi thực hành, tôi có nhờ tế bào gốc chữa lành những chỗ đau có chỗ rất hiệu quả nhưng có chỗ lại đau thêm, có phải tế bào gốc nhận sai lệnh không? So I have a question here that said, when I practice, I give commands for my stem cells to heal when it's painful. Some were effective, but in some other parts of my body, it becomes even more painful. So are my stem cells getting the wrong message? That con mời chú ạ. Rồi, bây giờ chú trả lời thêm cái phần đó. Tất cả những bệnh trạng ngoài những trường hợp như là bị tai nạn thì khác. Còn tất cả những bệnh trạng xảy ra trong cơ thể chúng ta là do cái phần não bộ chúng ta hoạt động với cái tần số năng lượng thấp quá, không đủ cung ứng, không đủ để đưa những thông tin cũng như là không đủ để đưa những cái dữ kiện đến cho tế bào, cũng như là tế bào nó không có đủ khả năng để chỉnh sửa những cái chỗ mà bị tổn thương. Do não bộ của mình là cái bước đầu tiên vì nó hoạt động với cái tần số thấp quá. Và khi nó bệnh, nó không phải bệnh một chỗ đâu, bệnh rất nhiều chỗ mà chúng ta không biết. Ví dụ bây giờ trong cơ thể chúng ta có lục phủ ngũ tạng đi, thì một trong những cái thứ đó nó sẽ bệnh một cái đầu tiên, nó sẽ bệnh trước, có thể là thận, có thể là gan, nó sẽ có tác động trước để tạo nên cái mầm mống của bệnh trạng. Và khi cái bệnh trạng bắt đầu rồi đó, thì chúng ta học cái năng lực gốc này, chúng ta nói về chúng ta cảm thấy là người mệt mỏi quá mà không biết bệnh gì, thì chúng ta chưa có đi vào trong cái lĩnh vực y khoa để những người bác sĩ chuyên gia đó họ khám và họ định bệnh chúng ta bị bệnh gì. Cũng có thể là họ sẽ không cần nhận ra cái bệnh trạng của chúng ta như thế nào. Ngoài trừ cái trường hợp mà đã xảy ra rồi thì họ mới biết. Còn một trường hợp mà suy yếu thì họ không biết. Họ không hiểu. Họ không định được bệnh. Tức là ví dụ như thận yếu hay là gan nó suy hay là những cái cơ phận khác trong tim chúng ta nó hoạt động không có được khỏe mạnh. Nhưng mà cái nhịp tim nó vẫn còn giữ được cái trạng thái là ổn định. Thì họ chưa biết. Chỉ khi nào những cái bộ phận đó nó bị tổn thương thật sự thì người ta mới biết. Bây giờ bác sĩ đây giờ bị bệnh tim, thì bệnh tim nó sẽ ảnh hưởng, nói là định bệnh rõ ràng là bệnh tim đó, nhưng mà cái não chúng ta bị bệnh trước rồi, những cái hệ thống khác của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền. Thì giờ chúng ta gửi năng lượng vào tim thì cái bộ não chúng ta nó sẽ nhức đầu, rồi những cái bộ phận khác của chúng ta nó cũng sẽ ảnh hưởng nữa, nó bị đau hơn một cái chỗ nào đó. Nó bị đau thêm, nhưng mà đau thêm đây không phải là nó là bị tổn thương mà nó đau, không phải là tại vì năng lượng đến mà nó làm cho nó tổn thương rồi nó bị đau, mà nó đau là nó tìm cách để nó chỉnh sửa lại, nó phục hồi lại. Thì chính khi nó tác động, nó phục hồi lại thì chúng ta cảm thấy là ồ, tại sao mình trị bệnh tim mà lại cái thận mình nó lại đau, cái thắt lưng mình đau, xương mình đau, nhức đầu hơn, những bộ phận khác nó lại cảm giác một cái sự đau nhức khác. Nhưng mà khi nó đau nhất như vậy thì nó sẽ từ từ nó sẽ phục hồi lại. Có thể là ngày thứ nhất, ngày thứ nhì đau và ngày thứ ba nó sẽ phục hồi lại. Đa số là sau 1-2 ngày là phục hồi lại và nó hết luôn. Tại vì khi mà tế bào gốc mà phát huy trong cơ thể chúng ta đó, nó không phải nó chữa một bệnh mà nó chữa từ A tới Z. Nó được cái nguồn năng lượng hỗ trợ thì nó chữa từ A tới Z, nó điều chỉnh tất cả cơ thể chúng ta lại hết. Mặc dù chúng ta chỉ nói là, ví dụ như bác sĩ nói là bệnh tim, nhưng mà mình tập trung vào tim, nhưng khi chúng ta lấy năng lượng vào giúp cho tế bào nó hoạt động, nó nâng cấp cái tần suất hoạt động nó lên, thì nó sẽ điều chỉnh tất cả cơ phận mình từ A tới Z, chứ không phải là một bệnh tim không. Đó là hơi tại sao khi mà mình hỗ trợ chữa lành bệnh này mà bệnh khác nó lại hết. Tại vì có nhiều người mấy thứ bệnh lận, mười mấy thứ bệnh là thường, chứ không phải là không, rất là nhiều, có nhiều người rất nhiều bệnh. Thì khi mà chúng ta tiếp cận với năng lượng gốc, là tế bào gốc là một cái tế bào nó biết rất rõ trong cơ cấu sinh hoạt của cơ thể chúng ta, nhưng mà trước đó thì nó không thể phát huy được tại vì nó không đủ năng lượng. Và sau khi nó tiếp thu năng lượng đầy đủ, giống như là một cái người mà trước đó thì ăn uống không đủ, nhưng sau đó thì dinh dưỡng đầy đủ rồi, tập thể thao rồi, cái muscle của mình nó săn chắc lên á, mình mạnh mẽ lên á, mình làm gì cũng được hết, giống như vậy. Thì cái tế bào gốc chúng ta là một tế bào đa chức năng và một cái tế bào siêu thông minh lắm. Cái vấn đề là chúng ta có cung ứng đầy đủ năng lượng để cho nó làm việc hay không, cũng như cơ thể chúng ta có được cung ứng đầy đủ dinh dưỡng để cơ thể chúng ta sinh hoạt tốt hay không, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm.
So, let's say just said that for most of our health condition, other than really serious accidents, but most of the other ones that are within our body, our brain, most of the time, doesn't have enough energy, doesn't have enough, it's not activated enough so that it can send information to our stem cells and for our stem cells to then heal us. So that is the common case, because the frequency of activation is way too low. And for many of us, we are not only have one condition, one issues, but we are wounded in a lot of places and even without us knowing. So when these energy or these stem cells goes and heal our wounds, it would accordingly heal in a sequence that it detect as needed. And so, for example, you might feel really tired, but you don't really know what's wrong with you because you haven't go and get a health check, and you may not really know about your own health condition. You may feel, okay, I'm feeling really tired, but I'm not really sure why. So for example, our heart still beats, but in fact, there's some damages to it that makes it not very healthy. However, we don't really know that until our condition becomes serious or when we go and had a proper health check and find out what's wrong with it. So there might be a lot of things wrong with our body, but we are not really aware of it. We just feel like the way that it's been working or it's been functioning in our body is not that effective, but it doesn't really do like serious damage to our health either. And so when, of course, that would go into a sequence, because one thing get damaged and that leads to another. So for example, when we try to transmit energy to our heart, for example, let's say it's a heart condition, and then we feel a headache, or if we feel like in other parts of our body, it's hurting, and you might question, okay, why am I healing my heart and then all of a sudden my kidney, for example, feeling really painful right now? But you'll find that after a few days, that would go away. Because when your stem cells, it's activated and it's go and do its best in its healing journey, then it doesn't just heal one condition, but it would heal from A to Z. So every condition that you have that you probably don't even know. So for example, you have a heart condition and you try to focus on that to heal that, but then when the stem cells goes in to activate and to heal it, then of course sometimes it's just the sensor thing that would let you know that it's working, and so there's a bit of painful sensation at first. Or for example, a lot of people have come in to say that they were trying to heal another part of their body, but then the other one that they have just been left out the whole time also get healed at the end, or like at the same time. And so to be honest, our stem cells know really, really well what is wrong with our body, probably even better than we do. But most of the time, or before NLG, it definitely doesn't have enough energy to do so. It's like we haven't been on a healthy diet at all, that we haven't been eating enough, for example. So our stem cells are really, really intelligent cells, and they know exactly what they need to do. But the thing is, the problem here most of the time is that whether we assist them adequately by providing them with the right energy frequency and the right energy source. Vâng, con cảm ơn chú ạ. À, chú ơi, bây giờ thì thời lượng chương trình của chúng ta đến hôm nay là cũng đã hết rồi chú ạ. Dạ. Rồi, tôi chú chào tạm biệt Isabel nhá. Chào tạm biệt cho em Chris, Kristen and Ritin Trang and tất cả anh chị em trong IT, và chào tất cả anh chị em toàn cầu đã đến với chương trình live stream mỗi ngày của chúng ta.
Và chúc cảm ơn tất cả tình thương yêu của anh chị em đã dành cho NLG. Chào tạm biệt. Bye bye. So that will be it for today's live stream. Thank you everyone for tuning in. And we thank you so much for your ongoing love and support. And hopefully we'll see Kristen soon as our new MC. Welcome to the team. And so thank you everyone. And we will see you in our next live stream together. Thank you. Bye bye. Bye-bye.